Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vì cuộc sống mưu sinh, mặc dù không muốn nhưng nhiều bạn nữ vẫn phải lựa chọn phục vụ tại các quán karaoke. Tuy nhiên, từ đây lại kéo theo nhiều hệ lụy khi tình trạng trẻ vị thành niên phục vụ tại quán karaoke diễn ra khá nhức nhối, dẫn đến nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra. Cách đây 2 năm, một nữ nhân viên quán karaoke tuổi đời còn rất trẻ đã bị phó giám đốc một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Thuận khống chế, ép đưa lên xe để đưa đến khách sạn, thực hiện hành vi đổi bại. Sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại toàn cảnh vụ án này. Phó giám đốc và nhóm nhậu khống chế tiếp viên đưa vào khách sạn làm bậy. Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2021, tại quán karaoke ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, có một nhóm đối tượng tổ chức ăn nhậu hát hò. Sau đó, một người trong nhóm này đặt vấn đề đi qua đêm với T, sinh năm 2006, nữ nhân viên của quán karaoke nhưng bị thiếu nữ này từ chối. Đối tượng này sau đó đã đến gặp quản lý quán karaoke xin cho T ra ngoài nhưng quản lý cũng không đồng ý. Lúc này, một thành viên trong nhóm đi cùng đề nghị cho T tiền để đi ra ngoài đi chơi nhưng một lần nữa T từ chối. Lập tức, người này dùng tay kéo T ra khỏi quán và đưa đến xe ô tô 86C 15289 đang đậu cách quán khoảng 15 mét thì Tê bỏ chạy. Tuy nhiên, Tê vẫn bị cả hai gã đàn ông khống chế đưa lên xe và hai nhân viên quán karaoke thấy vậy đến can ngăn thì bị các đối tượng này đẩy ra, đóng cửa xe, yêu cầu lái xe nổ máy, rời khỏi quán. Đến vòng xoáy thị trấn Liên Hương, đối tượng này nói tài xế dừng trước một khách sạn, sau đó đưa Tê vào. Tại đây, đối tượng đã thực hiện hành vi thú tính với nạn nhân sau khi đưa vào phòng. Đến chiều cùng ngày, sau khi quay về quán karaoke, tê được quản lý quán đưa đến công an huyện Tuy Phong trình báo. Nhận được tin báo, công an huyện Tuy Phong khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, đưa bị hại đi giám định, đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, quê ở Quảng Bình, hiện là phó giám đốc của một công ty tại Bình Thuận, là người đã khống chế và thực hiện hành vi đồi bại, trái ý muốn với tê những đối tượng có liên quan khác gồm Trương Đình Vinh hay còn gọi là Vinh Bọ Cạp, 32 tuổi, quê ở Bình Thuận, Nguyễn Văn Hùng, 40 tuổi, quê ở Nghệ An, Nguyễn Văn Chiến, 26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh và một người tên Sơn, chưa rõ lai lịch. Ngoài Tuấn và Vinh Bọ Cạp đã bị tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang làm rõ vai trò đồng phạm của ít nhất 3 người đàn ông khác trong nhóm xác minh biển số xe 86C-15289 thì không có trên hệ thống đăng kiểm xe Việt Nam. Công ty mà ông Lê Anh Tuấn đang làm phó giám đốc là một công ty khoáng sản vật liệu xây dựng tại Bình Thuận. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xét hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của các đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội, kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định tuyệt đối không để lọt tội phạm việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nhằm gian đe phòng ngừa chung. Bà Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp cũng có công văn gửi Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận liên quan tới vụ việc. Bà Nguyễn Thị Kiều Châu, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay sau khi có thông tin vụ việc, Trung tâm đã liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận có kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho cháu Tê được biết trước đó cháu t cùng hai chị ruột đến quán karaoke nói trên để xin việc làm hai chị gái được bố trí làm nhân viên riêng cháu t còn nhỏ được sắp xếp cho làm công việc rửa ly bưng bê sau khi bị phó giám đốc làm bậy t về cho hai chị gái biết và cả ba chị em làm đơn tố cáo sau khi được đưa đi giám định ba chị em t đã nghỉ việc về quê Thưa quý vị, theo dõi vụ việc trên, nhiều người cảm thấy hết sức phẫn nộ vì hành vi côn đồ gây nguy hiểm cho xã hội của các đối tượng. Không những ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng và ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý của nạn nhân, mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang lo lắng cho cuộc sống gia đình của nhiều người dân lao động khi có con gái nhỏ. Vậy hành vi bắt ép nữ nhân viên quán karaoke vào khách sạn để dở trò đồi bại thì nhóm đối tượng trên đã bị pháp luật xử lý như thế nào? liên quan tới vấn đề này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Tăng án với phó giám đốc không chế thiếu nữ lên ô tô đưa vào khách sạn làm bậy. Sau một thời gian điều tra, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, được biết, gia đình bị cáo Lê Anh Tuấn đã thực hiện trách nhiệm dân sự bồi thường cho bị hại số tiền 200 triệu đồng. Các bị cáo Lê Anh Tuấn, Trương Đình Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận và việc truy tố các bị cáo là đúng, không oan. Bên cạnh đó, luật sư bảo vệ cho bị hại yêu cầu xử lý các bị cáo thêm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật nên đề nghị truy tố thêm tội này đối với các bị cáo. Tuy nhiên, theo tòa, quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại của luật sư là không có cơ sở bởi quá trình điều tra thu tập chứng cứ của cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận không có ai khiếu nại gì. Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên phạt Lê Anh Tuấn 4 năm tù giam, Trương Đình Vinh 3 năm tù giam. Tuy nhiên, sau phiên tòa, cả hai đều kháng cáo và gia đình người bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại. Và đến ngày 2 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Anh Tuấn, 39 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Bình, Trương Đình Vinh, 32 tuổi, ngụ tại Bình Thuận. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, các bị cáo Lê Anh Tuấn và Trương Đình Vinh có đầy đủ nhận thức để biết việc quan hệ với người chưa thành niên là vi phạm pháp luật, nhưng vì dục vọng thấp hèn mà đã có hành vi xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của bị hại. Hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, không những ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý của nạn nhân mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang lo lắng cho cuộc sống gia đình của nhiều người dân lao động khi có con gái nhỏ. Đây là vụ án có đồng phạm, trong đó bị cáo Lê Anh Tuấn có ý muốn quan hệ với cháu T nên đã cưỡng ép cháu T lên xe ô tô đưa ra khỏi nơi làm việc của cháu T, lợi dụng tình trạng sức khỏe yếu không thể chống cự lại của cháu T đã giao cấu trái ý muốn. Bị cáo Trương Đình Vinh đã có hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Lê Anh Tuấn đạt được mục đích. Mặc dù quản lý không đồng ý cho cháu T ra ngoài, các nhân viên trong quán đã can ngăn nhưng bị cáo Vinh vẫn kéo cháu T ra khỏi quán, đẩy vào xe để bị cáo Lê Anh Tuấn đưa đi thực hiện hành vi thủ tính. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi của các bị cáo gây ra. Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo và một phần yêu cầu kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại, đã tuyên phạt tăng mức án đối với bị cáo Lê Anh Tuấn lên 6 năm tù, giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với Trương Đình Vinh. Về trách nhiệm bồi thường dân sự, tòa buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho bị hại thêm 50 triệu đồng, trong đó Tuấn 30 triệu đồng và Vinh 20 triệu đồng. Thưa quý vị, mặc dù những đối tượng bắt ép nữ nhân viên quán karaoke vào khách sạn đã phải chịu bản án thích đáng từ pháp luật, nhưng nỗi đau mà nạn nhân phải chịu sẽ vẫn mãi còn đó, không thể xóa nhòa. Sự việc này cũng là một hồi chuông cảnh báo về thực trạng tội phạm liên quan tới trẻ em đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thế hệ trẻ. Vì vậy, phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm liên quan tới trẻ em là một yêu cầu bức thiết hiện nay, cần sự chung tay của toàn thể xã hội. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.